Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ khi YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Và những cái sản phẩm em lên anh chị thích món nào anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913 330469 nha anh chị. Rồi nha chị, cái này là viền cái này chị 330469. Còn những anh chị mà thích cái món nào, nhiều lúc cái kênh của em đang lên đó, anh chị thích cái món nào đó. Đó, anh chị thích món nào đó anh chị cứ nhắn link lên qua cái số điện thoại kênh em là có niêm yết cho anh chị, qua cái số điện thoại ở trên đó anh chị là nhắn tin qua rồi em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái YouTube này. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái dĩa anh chị. Một cái dĩa này là một cái dĩa xưa nha anh chị. Một cái dĩa xưa viền răng cưa nha anh chị. Dĩa xưa viền răng cưa. Anh chị, cái này là không có truyện nha anh chị. Chỉ có những cái chấm chấm này xưa như thế này, chứ không có truyện nha. Dĩa này là đường kính là 25 nha anh chị. Và cao của dĩa này là 3.5. Cao của dĩa này 3.5. Rồi cái này em bán cho anh chị dĩa này với giá là 300k. 300k dĩa này nha anh chị, 300k. Anh chị chốt cho em mã X1 nha anh chị, X1 nha. X1 300k. Ở giỏ chị con. Rồi em đơn cái này anh chị. Đó, cái này cũng là viền sô cô la luôn nha anh chị, viền sô cô la luôn. Những cái nào dòng này anh chị, những cái dòng này là dĩa xưa nha anh chị. Và cái này là có một cái truyện vuông chỗ này. Truyện vuông nha chị. Dĩa này đường kính là 22 và cao của này là 3. 22 nha chị, cao của này là 3 nha. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá là, rồi em bán cho anh chị cái dĩa này với giá là 220k. Anh chị chốt em mã X2. 220k nha chị, X2 nha. X2 dĩa xưa. Rồi em lên hai cái set trà anh chị. Hai cái set này nha. Hai cái set này là phải đi ba đi tàn rồi. Đi vào đi tàn của Đức. Rồi về đi tàn là của Đức. Rồi nha chị, cái này là em có hai cái set nha chị, hai set trà nha. Hai set trà là Bivarita là của Đức nha chị, cái này là của Đức nha. Hai cái set này là của Đức. Cái này là white, này là vàng nha chị, và trong này họa tiết là vàng luôn. Dĩa này là dĩa viền hồng nha chị, dĩa viền hồng. Dĩa này đường kính là 12 nha chị. Cái dĩa này phía sau chị nó có một cái vết kiểu như là phía sau anh chị nó có một cái vết tóc không nhỉ, vết file cũng vậy. Nói chung là mấy cái này là hơi lâu, cái này là hơi file một xíu nha, hơi file một xíu. Rồi cái này là đường kính là 7.5 nha chị, cao của dĩa là 12. Rồi cái này set này chị, set này em bán cho anh chị hai set này với giá là 750k. Hai set này em bán cho anh chị 750k nha anh chị, 750k. Anh chị chốt giùm em mã S3. S3 nha chị, S3 nha. Rồi em lên ông này chị, ông thần tài nha. Ông này đường kính là 24 nha chị, ông này đường kính là 24. Ngang của ông này là 15 nha chị, ngang của ông này là 15. Ông này là có truyện nha chị, ông này là có truyện đầy đủ nha.
phía sau như thế này. Rồi cái ông này em bán cho anh chị với giá là 3.100.000 nha chị. 3.100.000 ông này là Satsuma nha chị. 3.100.000 anh chị chốt cho em mã X4. Mã X4 nha chị, X4 3.100.000. X4 nha chị, X4. Này là bộ chén cơm nha chị, bộ chén cơm. Cái này là xanh vừa xanh lam. Vừa xanh lam nha chị, vừa là hoa đào. Rồi cái bộ này chị, bộ này em có là tổng là 10 chiếc nha chị. 1 2 3 4 5 6. Rồi bộ này em có 10 chiếc anh chị, 10 chén cơm giống nhau. Cái này là hộp như thế này anh chị, hộp bằng giấy nha. Đó, ba em báo anh chị là em có 10 chiếc. Em có 10 chiếc nha anh chị, 10 chiếc như thế này. Cái này đường kính là 12.5 nha chị. Và cao của này là 5.5. Cao của này là 5.5 nha chị. Chén ăn cơm, phone này là phone này là phone chén hả? Phone này là phone chén Nhật nha chị, phone chén Nhật nha. Đây là có truyện ký đầy đủ anh chị, có truyện ký đầy đủ. Rồi cái này em có 10 chiếc nha chị, 10 chiếc này. Đó, cái này rất là đẹp luôn, 10 chiếc này em bán cho anh chị là 10 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 390.000 10 chiếc này. 390.000 nha chị, 390.000. Anh chị chốt cho em mã X5. Mã X5 nha chị, 390.000 mã X5. Cái này là hộp như thế này nha chị, hộp như thế này. 390.000 mã X5. Rồi em lên cái này anh chị hai cái khay nha. Cái khay này đường kính là 17 nha chị và ngang của khay này là 12. 17 nha chị, ngang của này là 12. Rồi hai chiếc này em bán cho anh chị với giá là 100.000. 100.000 nha chị, anh chị chốt em mã X6 100.000 hai chiếc nha anh chị, X6 100.000 hai chiếc. Rồi cái này có một cái bình rượu anh chị. Cái bình rượu này là có bình rượu này là anh chị có hoa như thế này nha. Nắp như thế này. Xin lỗi. Thầy đi mất rồi. Con bé thử. Này đường kính là 17. Con bé thử. Rồi nha chị. Cái này đường kính là 17 nha chị, 17 và ngang của này là 10 nha. Ngang của này là 10. Rồi cái bình này chị, bình này bán cho anh chị với giá là 290.000 nha chị. Bình này em bán cho anh chị 290.000 bình này. Anh chị chốt cho em mã S7.
S7 nha chị, 290k S7 nha. Rồi em lên một cái bộ này chị, một cái bộ này. Bộ này là một cái bộ. Bộ này là một cái bộ kutani nha chị, kutani cũng là gọi là chua nha chị. Kutani. Rồi cái này là một cái rốt nha chị, viền là viền vàng nha, viền vàng. Những cái chuyện này là chuyện xưa anh chị. Rồi cái này em có một cái bộ bình như thế này. Rồi cái này chị lọc tổ âm nha. Bình này lọc tổ âm dung tích là khoảng 250ml. Cái này là khoảng 220ml nha chị, 220ml nha. Bình này là miệng là 8, cao của bình này là 6.5. Miệng là 5.5 nha chị, cao của bình này là 5. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị với giá là 1.600.000. 1.600.000 cái bình này nha chị. Anh chị chốt cho em mã S8. Mã X8 nha chị, mã X8 nha. Mã X8 1.600.000 X8. Ba cái dĩa như thế này. Hoa nổ nha chị, hoa nổ nha. Cái này là có truyện ký đầy đủ anh chị. Cái này đường kính là 18 năm và cao của này là 3 nha chị. Cao của này là 3. Rồi nha chị, cái này là em có 3 chiếc cho chị, 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 140k 3 chiếc này. 140k 3 chiếc nha chị, anh chị chốt cho em mã X9 nha chị, X9. Rồi cái này em có 4 chiếc ly hoa đào nha chị, mỗi trước có 4 cái là tiền ra. 4 cái ly hoa nha chị, 4 cái ly hoa đào nha. Cái này em có 4 chiếc cho chị rất là đẹp nha, có chuyện đầy đủ luôn. Ly này đường kính miệng là 7.5 nha chị, cao của ly này là 6. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 100k 4 chiếc nha chị, 100k 4 chiếc. Anh chị chốt cho em mã X10 100k X10 nha chị. X10 100k. Rồi em lên một cái cặp tô ngũ sắc anh chị, một cặp tô ngũ sắc như thế này nha. Một cặp tô ngũ sắc. Đường kính là 15.5 nha chị, cao của này là 7. Cao là 7 nha chị. Rồi một cặp này em bán cho anh chị với giá là một cặp này nha chị 280k cặp này. Mỗi chiếc này là 140k nha chị, hai chiếc này là 280k.
Anh chị chốt giùm em mã X10, mã X11 nha chị, X11 280k X11. Rồi em lên chiếc này anh chị, ba dĩa này nha, ba cái dĩa này. Cái này là dĩa này đường kính là 22 nha chị, cao của dĩa này là 4. 22 cao của dĩa này là 4 nha chị. Này là có truyền ký đầy đủ luôn. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là 130k. Ba dĩa này em bán cho anh chị 130k nha chị. Anh chị chốt giùm em mã X12. 130k nha chị, X12 nha, X12. Rồi em lên cái này chị, chén này là chén hoa nha chị. Chén này là chén hoa xanh. Chén này là chén hoa nha chị. Cái này là chén này là hai màu, một màu xanh và một màu đen nha chị, một màu xanh và một màu đen. Chén này đường kính là 12 nha chị và cao của này là 6. 12 cao là 6 nha chị. Rồi cái này cặp này em bán cho anh chị là một cặp này em bán cho anh chị bán chén nha chị, rất là đẹp luôn nha. Rồi một cặp này em bán cho anh chị 90k nha chị. Cặp này là 90k. Anh chị chốt giùm em mã X13. X13 90k. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái dĩa. Dĩa này là dĩa vẽ hàng vẽ tay nha anh chị. Cái này em có 2 4 6 8 chiếc nha anh chị, 8 chiếc dĩa như thế này. 8 chiếc nha anh chị. Đấy. Mà cái nào vậy, này là dòng dĩa vẽ xưa nha anh chị. Dòng dĩa xưa nha. Dĩa này đường kính là 11 anh chị. Và cao của này là 3. 11 cao của dĩa này là 3 nha chị. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị là rồi em bán cho anh chị bộ này 220k bộ này. Dĩa xưa nha chị, hơi sâu lòng một xíu nha. 220k anh chị chốt cho em mã X14. X14 nha chị, 220k X14. Rồi cái này chị, bộ này là dừa lam nha chị, dừa lam và dừa tô ta. Dừa lam và dừa tam thái anh chị, nó viền là nó viền đỏ đỏ như thế này anh chị, viền đỏ đỏ như thế này nha. Cái này là đường kính là 15 nha chị và cao của này là 5.5. Cái này là dạng như cái tô trẹt nha chị, dạng như là tô trẹt nha. Cái này là có truyền ký đầy đủ luôn. Rồi cái này 4 chiếc anh chị, 4 chiếc này. Rồi bốn cái này em bán cho anh chị với giá là 200k 4 chiếc nha chị, 200k 4 chiếc. Anh chị chốt em mã X15 nha chị, 200k 4 chiếc X15. Rồi em lên cái này chị, một cái con này là một cái con gấu nha chị, một cái con gấu. Gấu này là anh chị, gấu này là trước này nó có một cái gạt tàn nha chị, hình dung là kiểu như là một cái gạt tàn. Và dưới này chị có những cái dòng truyền như thế này anh chị, những cái dòng truyền như thế này nha.
Gấu này đường kính là 21 nha chị, và ngang của gấu này là 19. 19 nha chị. 20 nha chị, đấy, cao là 21 và ngang của gấu này là 20. Rồi cái này em bán cho anh chị gấu này với giá là 420k. 420k nha chị. Anh chị chốt giùm em mã X16. X16 nha chị, X16. Rồi em lên một cái bình này anh chị, một cái bình này nha. Rồi cái này anh chị em lên một cái bình này. Xuất sắc nha anh chị, bình này là xuất sắc đẹp luôn. Anh chị, những cái cánh nhụy hoa anh chị, nói chung là cái này là họ làm rất là đẹp. Rồi cái bình này chị, bình này đường kính là 34.5 nha chị, đường kính là 34.5. Và ngang của bình này là 24 nha chị, 24, 25. 25 nha chị. Rồi cái bình này em bán cho anh chị với giá là 1.500.000 bình này. 1.500.000 bình này nha chị. 1.500.000. Anh chị chốt giùm em mã X17. X17 nha chị, 1.500.000 X17. Quá đẹp, bộ cái này bình này quá đẹp nha chị, quá đẹp. Rồi nha chị, cái này em có là ly này lấy uống trà nha chị. Ly này em có 4 ly. 4 ly nha chị, 5 ly nha. 6 ly, 7 ly. Rồi cái này em có 7 chiếc như thế này nha chị, 7 chiếc như thế này. Miệng ly này là 8 nha chị, và cao của ly này là 5.5. 24 6 24. Rồi 7 ly nha chị, 7 ly. Rồi 7 này, 7 ly này em bán cho anh chị với giá là 150k nha chị, 150k 7 ly như thế này. Anh chị chốt cho em mã X18. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.